sinh của mình. Can em kiếm sau. Tay. Ok. Tay đâu? Tay đâu? Let's get. Cái này có một người đứng lên vai à. Những người tuổi này tính cách thường thẳng thắn, bộc trực, có gì nói nấy, tuy nhiên lại có rất nhiều bạn và rất nhiều người mến. Ngoài ra, về chuyện kinh tế, đây là những người rất giỏi kiếm tiền và rất giỏi giữ tiền, từ đó tích lũy được một cái khoản rất là lớn so với những người bạn cùng trang lứa. Về chuyện tình cảm, đây là một người sở hữu chuyện tình cảm rất là tốt bởi vì biết điều phối cảm xúc của mình, cho mình và cho cả đối phương, biết cho đi nhiều hơn là nhận lại. Anh ơi, đừng bỏ em mà anh ơi. Ngày không anh lòng em thư đông, xa băng theo chiều tan phù mưa. Một lần xa vòng tay của anh đã bao bao lòng. Vì đau của em xưa. Đó là hôm nay ngày 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi. Bởi vì vậy, tôi xin gửi tặng một món quà đến tôi, tuổi thơ của tôi, cũng như là tất cả mọi người. HKT Playlist. Về ngày sau đợt ta lại bên nhau, nhớ không em, người mang cà rem, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề. Người yêu ơi, bao năm tháng qua ta cứ cố gắng lại càng xa nhau. Người yêu ơi, em có biết chăng anh đã không khóc khi mình chia tay. Tí tin à? Và xa như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau. Chắc có lẽ giờ đây ta đang hạnh phúc. Hey. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai, để hôm nay em đã vội vàng về với người. Sorry. Vì ham mê giàu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Biết không người ơi, từng ngày anh mong nhớ, và rồi anh sẽ bay lên đến nơi bầu trời. Bước bước theo cô nàng, hỏi hỏi thăm cô nàng. Em ở đâu cho anh biết nhà anh đưa về cho. Wow, wow. Từng người cho em bao giấc mơ, những giấc mơ của hai người. Đàn bà này, cô bé ơi, chậm chậm đôi chờ bước đi nhanh, đừng vội bóp nát trái tim anh. Người nào thấu ước mơ trong anh? Chi đưa tay lên HKT HKT em, HKT HKT em, HKT HKT em. Hey, người hỡi em đâu biết ở bên em có người luôn yêu em đắm say yêu rất nhiều. Biba chưa sẽ Ariman đến đê. Look at me up there, I did what say yeah. Kali chu tu cha chi yao che. No tên em ơi em nay, I did what say yeah. Cũng vô trong đó hả? Đúng. Tôi sẽ bảo vệ cô. Anh làm không được đâu. Cô khinh tôi quá rồi đó. Chẳng còn khả năng chống đỡ That's what I say, slick back. No, nigga, I'm a pimp, name slick back.
Đúng rồi, đúng rồi, ok lắm. Thời tới rồi. Không bế nổi chị Tính hả? Trình diễn cho bạn bè đồ coi. Bạn bè mình định mai đến. Xin mình trong chú tình dấu chân đơn ý. Sao chính chân ý chân tự nán hoàng. Số sân mơ chính sân sư hai vô chuyện của khán đăng. Bế bà Lan thì chấp nhận. Ý là cũng bị thuốc gì đi điểm á. Bị thuốc gì đi điểm á chứ đâu phải ai cũng bê được đâu trời. Dẫn hoài. Năm hè thôi nha. Kịch bản là tôi sẽ sút vào sau đó nói đạo lý. Mày bạn. Giả bộ cho vào nha. Sao mới đầu không nói vậy đó? Đúng rồi. Ok. Được rồi. Bạn ba bên đây mà anh Hoàng. Em nói em thích chàng trai biết đá bóng. Ý là thằng nào á? Ở đây nhiều lắm. Vô. Một chiếc lá rơi có thể không là gì cả. Nhưng nếu thật nhiều lá rơi thì có thể tạo thành một bãi rác. Cho nên là